Ở trong nhà quý vị mỗi người đều có một cái thùng đựng nước, cái thùng nhỏ nhỏ đó, thường thường tôi xách nước từ chỗ này tới chỗ khác, có nhiều khi nó khoảng chừng 15 lít, 20 lít, nhà nào thấy cũng có, nhỏ nhỏ thôi có khi 10 lít, tức là xách nước múc từ chỗ này đem tới chỗ khác. Bây giờ chúng ta thử lấy cái ví dụ, lấy cái bình nước ấy để chúng ta học làm sao cho cái bình nước đó nó đầy. Đầu tiên chúng ta phải đổ nước vào, phải không thưa chư vị? Lấy nước lỗ vào. Nếu mà chúng ta đổ vào mà mỗi một giờ chúng ta đổ một giọt thì bao lâu cái bình nước nó sẽ đầy? 1.000 năm. Vâng thưa chư vị, 1.000 năm nữa nó mới đầy, mà lúc bấy giờ thì quý vị chết toi rồi, không còn sống để mà làm cái chuyện cho nó đầy nước đâu. Cũng như thế, thiện nghiệp mà lâu lâu mới làm, rồi có lúc làm lúc không làm tùy hứng, thì nó giống như là có cái thùng nước mà lâu lâu 1 năm mới nhỏ một giọt, rồi mong cầu con được hết khổ, thì chuyện ấy không có. Đầy nhanh hay là đầy chậm là do mình đổ vào nhanh, tức là tứ chánh cần, tinh tấn tinh tấn tinh tấn, cẩn thận cẩn thận, trong 37 phẩm trợ đạo đấy, chánh tinh tấn. Nếu không có chánh tinh tấn, tức là không siêng năng đổ nước vào, các pháp thiện không tăng trưởng. Mà nếu các pháp thiện không tăng trưởng thì nguyên lý ở trên đời này sao thưa chư vị? Các pháp bất thiện sẽ tăng trưởng, các pháp bất thiện sẽ tăng trưởng. Ví như là cái bucket đó, tức là cái thùng nước đó, xách nhỏ nhỏ, trong nhà nào cũng có, 1 năm mới nhỏ vào đó một giọt, 1 năm mới lo đi ngày rằm, mới đi lễ Phật bên ngoài cái tượng Phật không à, lễ Phật ông trong á thì không, thì làm sao nó đầy, không thể nào nó đầy được. Cũng như vậy, việc thiện mỗi ngày đều phải làm và phải siêng năng làm nhiều. Muốn giải thoát thì làm nhanh, làm nhiều. Thế nào là thiện pháp? Thiện pháp là những cái pháp dẫn tới vô tham, vô sân, vô si. Những cái pháp khét ly, yểm ly độc cư. Những cái pháp dẫn tới không dính mắc. Hằng ngày chúng ta đều dính mắc. Đây là nhà tôi, đây là xe tôi, đây là chồng tôi, đây là thân tôi, nó dính như vậy rồi làm sao? Mắt tai mũi lưỡi đều dính, cho nên phải yểm ly độc cư. Không yểm ly độc cư thì giống như cái người có cái thùng nước à, không có nhỏ nước, không có nhỏ cái giọt nước vào, không đổ nước vào làm sao nó đầy? Ngoài vườn đó quý vị, nhà nào cũng có vườn, nếu không làm cỏ thì cỏ nó mọc lên à, hoa phải trồng, mà hoa trồng nhiều thì nó lấp cỏ. Tức là pháp thiện luôn luôn có chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh cần đã, tứ chánh cần ở trong Thất Bồ Đề Phật tu tập phải thực hiện.
thực hiện miên mật liên tục thì các pháp bất thiện nó mới không tăng trưởng. Pháp bất thiện nó như cỏ. Pháp bất thiện là gì? Dẫn tới tham sân si phiền não, sân tử ưu bi phiền não. Pháp bất thiện thể hiện qua những cái gì? Ăn, ngủ và sex. Ăn có cảm giác dục lạc dẫn tới sanh tử luân hồi. Nếu không có ý thức thì ăn như súc sanh. Trong kinh lời vàng của Phật, Đức Phật đã nói con người và con vật bằng nhau. Khi con người hành xử trong đời sống hàng ngày vô thức, tức là không có nhận thức được nhân quả, không nhận thức được tứ diệu đế, thì ngay cái ăn nó đã là súc sanh rồi. Mà sống như súc sanh thì chết thành súc sanh. Sống như súc sanh thì chết thành súc sanh. Không thể nào mỗi buổi sáng ngồi thiền một tiếng rồi cái tụng kinh lễ bái Phật rồi nói như vậy là trả bài cho Phật. Phật không muốn quý vị làm như vậy. Phật muốn quý vị buông hết đi, xả bỏ những tham đắm trong cảm xúc dục lạc. Tu tập phải có chứng đắc, ít nhất là phải tu đạo hoàn đạo, đi trên con đường của tu đạo hoàn của bậc thánh. Tu đạo hoàn nó dễ lắm, nó không có khó. Ghê sợ các việc bất thiện, luôn luôn chăm chú làm các việc thiện. Các việc thiện là gì? Các việc thiện là các việc dẫn tới vô tham, vô sân, vô si. Tức là tránh xa. Việc thiện đây không phải đi bố thí, đi cúng dường, mà việc thiện đây tránh xa những cảm xúc dục lạc. Quản lý sáu căn mắt tai mũi lưỡi cho thật chặt chẽ, không khởi lên tham sân si phiền não. Thì đó là pháp thiện, đó là thiện pháp. Ngay trong cái ăn, cái ngủ thôi phải quản lý chặt chẽ. Vì ăn cái ngủ nó bảo quản cái thân, nó tạo nên cảm giác. Và lâu ngày nó quân tu cái thân này của tôi, ai nói đụng tới tôi thì có chuyện. Và cứ như vậy nó ngủ ngầm á. Quý vị đừng có tưởng là quý vị tụng kinh một tiếng hồ rồi cái ngồi thiền tiếng hồ là thoát đâu. Trong mùa an cư này nè, chư tăng á 12 tiếng đồng hồ một ngày còn chưa thấm cái gì. Tham còn y nguyên, sân còn y nguyên. Lâu lâu thọc một câu một cái nổi sân lên liền. Cư sĩ ăn thua gì? Cư sĩ nào cơm, nào áo, nào gạo, nào tiền, nào vợ, nào chồng, nào con. Tối ngày cứ nhìn ông xã đi. Kiếp sau thành mẹ con. Kiếp này vợ chồng, kiếp sau mẹ con. Nhìn nè, nghe nè, ngửi nè, ba cái thứ đó. Nhìn thấy ông xã mình, nghe thấy ông xã mình nói, rồi ngửi thấy cái mùi đàn ông nữa. Tất cả những cái đó đưa vào trong cái thức. Người tu hành phải biết tinh tấn, tinh tấn. Yểm ly đây không phải là ở một mình, mà yểm ly nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, ngăn ngừa tất cả những sự xâm nhập các pháp bất thiện vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt nhìn mà khởi khả ái, khả lạc, bất khả ái, bất khả lạc, phải nhận biết, loại trừ đi. Đấy, có cái thùng nước mà cứ một năm mới nhỏ vào đó một giọt, thì 1.000 năm nữa nó mới đầy cái thùng. Mà nhiều khi nhỏ một giọt, cái năm sau nó khô queo rồi, nó bốc hơi rồi. Cho nên đó, chúng ta phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Muốn tinh tấn phải biết sợ hãi. Sợ hãi sự tái sanh. Bây giờ tham ăn, kiếp sau làm heo, làm chó. Tham nói thì làm chó. Kinh sách chép đầy đó. Tính tình khó chịu, rắn rít, kiếp sau làm rắn. Tham sex, kiếp sau làm dê. Bây giờ quý vị không có sợ. Quý vị, nếu quý vị biết rằng kiếp sau, nếu tu chứng được và sơ thiền, thấy rõ ràng kiếp sau mình sanh làm cái con heo cái, thì có sợ không? Con heo cái nằm đó, rồi cứ tới mùa nó động đực á, người ta thảy vào con heo đực á, để cho nó làm cái chuyện đực với cái, nó đẻ ra một đống con.
là cứ như vậy cho tới già rồi người ta thọt huyết con heo đó, ta bán thịt. Nếu quý vị chứng vào được sơ thiền, quý vị thấy rất rõ kiếp tương lai nó như vậy, quý vị có sợ không? Không sợ phải không? Tức là ưa thích cái trò chơi làm con heo để cho ta thọt huyết, không sợ. Chưa nhàm chán cái ăn cái ngủ cái sex ba cái đó thì không thế nào giải thoát, tại vì đó là chỉ là cảm giác dục lạc, nó là cái súc sanh. Anh có chánh niệm tinh tấn ở trong cái ăn thì cái đó là người buông cái chánh niệm đi, lập tức nó rớt xuống làm súc sanh ngay. Cũng trong miếng ăn, múc một cái muỗng thứ nhất giật mình, nhớ ông sư ông nói chánh niệm ăn nhiều như heo, sợ hãi quan sát các cảm giác của thân khi ăn. Múc cái muỗng thứ nhì nó thói quen, lập tức đầu nó y nguyên đó, nhai nuốt thoải mái thỏa thích. Cái muỗng thứ nhì là muỗng heo, cái muỗng thứ nhất là muỗng người. Đấy, nó chỉ có chút xíu đó thôi, trật chân một cái té liền. Cho nên phải chánh niệm, phải biết sợ hãi sanh tử luân hồi, phải biết sợ rằng kiếp sau mình sẽ làm con heo, con chó, con mèo. Ngày nào còn ưa thích nhìn nghe ngửi nếm thì ngày ấy còn là súc sanh tánh nó còn y nguyên. Hôm trước có ở Tây Ninh á, có mấy vị mời sư tới buổi sáng sáng sớm làm cái lễ tạ pháp cho cậu bé, rồi có mời ăn. Mà sư nhìn thấy quý vị ăn, sư liếc mắt cái sư nói thôi hỏng rồi, tu cả chục năm mà ăn kiểu này thì coi như hỏng hết, chẳng ăn thuốc có gì cả, anh không có chánh niệm. Tức là ngay trong cái ăn đã phạm rồi, rồi còn cái ngủ nữa, ngủ thì đương nhiên là quý vị phạm rồi, ngủ không có đúng đúng pháp. Đúng pháp ngày ngủ 4 tiếng thôi, phải lo ngồi thiền, biết sợ sanh tử luân hồi. Bữa nào lắp cái camera đó ở ngay cái phòng ngủ của mình, soi nơi cái chỗ mình ngủ, rồi cái lúc mình thức dậy bật nó lên xem mình ngủ kiểu gì, ngủ giống rắn hay ngủ giống rùa hay ngủ giống con giả can hay ngủ giống con khỉ hay ngủ giống con chó hay ngủ giống con heo, ngủ như thế nào thì sẽ sanh về cảnh đấy, ăn kiểu gì thì sanh về cảnh đấy, ngủ kiểu gì sanh về cảnh đấy. Rồi cái chuyện nam nữ nữa, nam nữ không bỏ được, mắt nhìn là khởi rồi. Những cái gì mà sinh hoạt nam nữ từ bao nhiêu ngày á, bao nhiêu năm á, nó nằm ở trong cái tiềm thức. Đừng có nói tôi rửa không rửa được đâu, phải yểm ly nơi mắt, yểm ly nơi nơi tai, cách ly đi, đừng có nghe nữa, đừng có thấy nữa, đừng có thấy người yêu của mình, người yêu của mình ôm ấp mình, nhưng mà kiếp sau á làm mẹ làm con mà không được làm người thì sao tôi chịu về. Nếu không có được làm người thì sao, mẹ con mà mẹ con bốn chân thì sao, có hiểu không quý vị, có thương quý vị không? Hay là kiếp sau á cũng là vợ chồng nữa, cũng là nam nữ nữa, vì thương nhau vì luyến ái nơi cái cảm xúc dục lạc ấy để rồi tiếp tục sanh ra để gặp nhau nữa vì có sợi dây luyến ái. Nhưng là cái con bốn chân, con chó đực, con chó cái, có thích không, còn muốn nữa không? Nếu còn muốn thì cứ tiếp tục trò chơi đó, yểm ly độc cư, đó là pháp bất thiện. Các pháp bất thiện tạo nên những cảm giác dục lạc gọi là pháp bất thiện. Ví như cái thùng nước, nếu quý vị mỗi ngày nhỏ vào một giọt thôi thì 1.000 năm nó mới đầy, mà trong khi đó cái thùng nó không chăm sóc, ở dưới đáy thùng á nó thủng ra một chục cái lỗ, nhỏ tới đâu nó chảy ra tới đó. Cái lỗ là gì? Là các pháp bất thiện, các pháp không ngăn ngừa, không ngăn ngừa nó cảm xúc, nó mắt, nó tai, nó mũi, lưỡi, thân ý. Cho nên Đức Phật dạy cái khẩu quyết rất đơn giản: các việc thiện siêng làm,
các việc bất thiện siêng bỏ, nhỏ nhất cũng phải bỏ. Bất thiện là gì? Là ăn, là ngủ, là sex, có bấy nhiêu thôi. Ngoài ra quý vị kể đi còn cái gì nữa? Những cái gì quý vị làm để phục vụ cho cái ăn, nào đi làm kiếm tiền, rồi nấu nướng để ăn cho ngon, tức là phục vụ cảm giác dục lạc của một con thú. Ta ăn luộc hay ta ăn chiên xào, ta thấy nó giống nhau. Người tu hành quán chiếu liền, 3 tiếng hồ sau khi ăn đi toilet nó giống nhau, nó cũng thúi à, nó không có thơm đâu. Và khi biết như vậy, cái tâm ta không có dính mắc nữa. Ta ăn ta biết, ngon ta biết, nhưng mà ta không vì cái ngon ấy mà ta khởi tâm tham, và không vì cái nó dở ta khởi tâm sân, tham sân ngay trong cái miếng ăn. Nếu không biết thì là súc sanh, cái tâm súc sanh nó sanh khởi. Mà Đức Phật nó sống như súc sanh thì chết thành súc sanh. Rõ chưa quý vị? Chánh tinh tấn, mỗi ngày phải tinh tấn, mỗi giờ phải tinh tấn, mỗi sát na phải tinh tấn. Nếu không có tinh tấn, nếu không cảnh giác hiểm ly độc cư, thì mình hành xử chẳng khác gì súc sanh. Bà Gotami lên hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, pháp tu của Ngài như thế nào? Tóm tắt cho con. Đức Phật nói, tất cả những cái pháp nào mà dẫn tới tham sân si sanh khởi trong cảm xúc dục lạc ấy là phi pháp, ấy là tà pháp. Những pháp nào dẫn tới vô tham vô sân vô si, lìa xa những cảm xúc dục lạc, hiểm ly độc cư, thì đó là chánh pháp. Nói cái ăn thôi, mà tu cả chục năm rồi mà ăn vẫn như súc sanh thì làm sao mà thoát được đây chư vị? Tức là hàng ngày đều ăn 2-3 bữa mà ăn như súc sanh thì tránh làm sao mà không nói sanh về cõi súc sanh. Rồi ngủ, ngủ như rùa, ngủ không biết trời đất, ngủ không biết chánh niệm, ngủ không biết sự đau khổ của tứ diệu đế. Nguyên nhân của cái ngủ là tham ái, tham ái cái thân, nằm sướng lắm, muốn nằm nữa. Đấy, nó sợ khởi lên cái tham ái, mà tham ái nơi cái thân thì tiếp tục tái sanh, tiếp sâu thành rùa, rùa nó ngủ lâu lắm, hoặc là con gấu, gấu ngủ lâu lắm. Mà nếu ráng tu, cúng dường nhiều, bố thí nhiều, im kinh nhiều, kiếp sau làm con rùa, rùa cái miền Bắc Cực á, chứ không thể nào làm con người được. Đức Phật đã nói rồi, những người sau khi chết mà còn trở lại làm người thì cái số ấy bằng cát ở trong móng tay của Đức Phật. Số người sau khi chết không được làm người nữa thì lớn như trái đất. Chúng ta có sợ không? Cho nên phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Có nhiều bà nói bây giờ con lớn rồi, cái chuyện nam nữ con không có nữa đâu, con ở một phòng đùa dai với lửa. Sư nói thẳng quý vị, để bước ra khỏi phòng mắt nhìn thấy là cái tiềm thức hàng bao nhiêu ngày ôm ấp nhau, nó nằm trong cái tiềm thức, nó gợi lên, nó chỉ cần chờ cái cơ hội sơ hở là nó bùng lên, nó cháy, cháy trong nội tâm á, sách trong nội tâm á, chứ không phải sách bên ngoài. Những sự rung cảm, những cảm giác dễ chịu khó chịu, nó thể hiện liền và nó dẫn mình đi tái sanh. Những cảm giác ấy gọi là vô minh. Nếu ta không biết sợ hãi, tức ta không biết yểm ly độc cư, tránh né, lúc chúng ta là những con người tầm thường, phải nhận biết mình vẫn còn ham ăn, ham ngủ, thì tránh né đi, giảm bớt đi, giảm bớt. Và khi ăn đều có chánh niệm, thông thả ăn, nhận biết đây là thức ăn để thuốc, đây là cái thuốc để nuôi cái thân, cái bệnh đói nuôi cái thân thôi, còn không có thì sẽ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai giúp chúng con nhận rõ.
các khổ não đều do tham ái. Tham ái vì vô minh, vì không biết rằng các pháp là vô thường, đều dẫn tới khổ đau. Mọi sự giải đãi trong sự tu tập đều dẫn tới mở cửa địa ngục. Chúng con xin nguyện tinh tấn trong cái sát na, trong cái ăn, cái ngủ, cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Tất cả các pháp bất thiện đều có ý tưởng cám dỗ và dẫn chúng con tới khổ não, sanh tử luân hồi. Xin chia đều phước lành này tất cả cho chúng sanh đã chết sớm thống ngộ chánh pháp, buông xả những cảm xúc, sanh về nơi an vui. Người còn sống yểm ly độc cư, tinh tấn tu học, liễu đoạn sanh tử. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Khả Dạ.